Hello Đình Thái, chào các anh ơi. Hôm nay em gửi tới các anh mấy cái máy mài hai đá cho gia đình. Có một cái máy nước bị lỗi. Thì em cũng phải tháo ra rồi em sửa chữa nó để bán cho các anh đi, các anh làm việc. Với lại những cái đồ linh tinh nữa. Hôm nay em đang có mấy món thôi, tại vì em làm không kịp cái phần máy máy mài hai đá nè, những cái máy của gia đình đó. Nên là em hôm nay em đang được có 1, 2, 3, 4, 5 con thôi. 5 con máy mài hai đá, với lại ở đằng sau có một cái con Eto, với lại một cái đồ Taro gai, với lại cái con Palang. Em gửi tới các anh. Rồi đầu clip em gửi tới các anh xem coi những cái dụng cụ, những cái máy cho gia đình mà các anh cảm thấy hợp lý thì các anh ủng hộ nha. Đây là cái số điện thoại của em 0903588867. Rồi Điện Thái xin cảm ơn tất cả mọi người và luôn cầu chúc các anh được nhiều sức khỏe. Cái em vào trong cái clip của ngày hôm nay là cái máy mài nước này nha. Cái máy mài nước đầu tiên thì em muốn cho các anh xem trước ra rồi mình test máy sau. Nó bị lỗi nha, nó bị lỗi nên là giá em bán về đến nhà là nó là 1.250.000 nha các anh nha. Nó là 1.250.000. Cái con này là nó là 250W nha các anh nha. Nó 250W, nó là made in Taiwan. Em lấy hàng bãi về, nhưng mà rồi là từ bao nhiêu lâu nay rồi. Những cái con máy mài như thế này em chưa bao giờ mở ra. Chưa bao giờ mở ở trong cái này ra coi nó như thế nào, nên em không có biết. Hôm nay có cái con nó bị lỗi thế này thì em phải mở máy ra ha. Cái thứ nhất là nó bị gãy cái cán này ha. Đó. Cái cán chỗ này nó bị gãy nè. Em phải mở ra rồi em đắp lại nè ha. Em đắp lại nè, là một nè. Cái thứ hai nữa ở đằng sau này nè. Đó, đằng sau này nó lủng một lỗ nè, em cũng phải đắp lại nè. Rồi cái thứ ba nữa là cái chân nó bị bể nè. Các anh nhìn thấy không? Đó. Cái chân nó bể thì em phải lấy miếng bình minh ra em cắt ra rồi em bỏ vào đây em tán li ve vô cho hai cạnh này ha, để cho nó làm cái chân sau cho nó đứng ha. Cho nó đứng được. Đó, các anh nhìn thấy không? Bị lỗi nha các anh nha. Nửa mặt sau nó bị bể lên thấu đây luôn. Đó. Rồi nó bể thì cộng tới thì nó bể luôn cả cái viên đá này luôn. Cái viên đá này mà từ chỗ mà nó bị sứt xuống các anh nè, người ta dùng nó ít lắm chứ nó không có nhiều đâu các anh. Cái viên đá này như gần như là còn nguyên nè, người ta không dùng tới nè. Đó, cái viên đá mài thô nè. Còn cái viên đá mài nước á, thì là nó bể xuống nè. Anh canh chị xem ha. Em sạc xuống từ 165. Từ 165 mà em sạc xuống còn lại 130 nè. Đó, cái đường kính của viên đá này giờ còn có 130 nha các anh nha. Đá thô nha. Cái viên đá này là viên đá thô. Đó, viên đá thô các anh nha. Về các anh chỉ bịt cái lỗ nước này lại, đổ nước vô rồi các anh mài thôi. Máy nó còn êm, nhông nó còn mới, còn đẹp. Nó bị lỗi là nó bị bể như thế này. Nên là giá em bán về đến nhà là 1.250.000 nha. Các anh xem coi thứ rằng là có được công việc cho mình không thì ủng hộ nha. Bây giờ em cắm điện vô đây. Cắm điện vô em test cho các anh xem nó 250W made in Taiwan. Nhưng mà lần đầu tiên á, thì là em cũng bán bao nhiêu năm nay rồi, nhưng mà lần đầu tiên em mở cái máy này ra để em biết được cái máy này ha. Nó là made in Taiwan, ở trong này nó có cánh quạt nữa các anh nè. Tất cả những dòng máy mà mài nước á, nó đều nóng với các anh nè. Tại vì nó phải tải cái tua chậm lên từ đó mà nó làm cho máy nó nóng. Cho tất cả những cái máy mài bàn cũng vậy luôn. Cái máy mài nằm ngửa nó cũng vậy. Người ta không thích hợp cái cánh quạt để cho nó giải nhiệt. Nên là họ dùng cái lờ le, gọi là lờ nhiệt. Nó quá tải là tự nhiên là nó ngắt. Nó ngắt đi là khoảng nó nguội đi được khoảng cỡ 5 phút hay 10 phút sau nó nguội đi thì các anh mài lại tiếp được. Đó là những cái máy mài bàn bây giờ á, máy mài ngửa. Còn cái máy này là made in Taiwan, nhưng mà lần đầu tiên em mở ra để em sửa chữa cái phần này thì em thấy được là ở trong này nó có cánh quạt, nó giống như là cái máy khoan hay là cái máy mài góc của mình vậy các anh. Nên là từ chỗ đó mà cái dòng máy này nó vừa bền, nó vừa êm mà nó vừa mát nha các anh nha. Các anh làm việc mãi mãi với nó ha. Không sợ nó nóng ha. Mà nó nóng thì cũng chẳng sao đâu, các kỹ sư Nhật họ đã tính hết rồi. Nên là nó nóng thì các anh làm việc khoảng cỡ nửa tiếng thì nó không có suy nghĩ gì đối với nó đâu. Nó nóng tới mức độ đó thôi. Bây giờ em test máy cái máy này nha. Cái máy này nó cùi cùi như thế này nha. Các anh về làm cho nó nè, làm cho nó cái cử này, nó bị thiếu cái cử chỗ này. Hoặc là các anh không cần cử cũng được, các anh để vậy các anh mài thôi ha. Đó, em test máy nha. Còn cái bên này thì có cử zin của nó luôn nè ha, theo máy của nó đang còn nè. Giờ em test máy nha. Bật công tắc nè, coi 250W nó đề nè các anh nè, anh nhìn xem nha.
Các anh nghe được tiếng máy không? Máy êm lắm, bi đang còn đẹp lắm, bi đang máy đang êm như vậy á. Rồi cái nhông bên này cũng vậy nè, cái nhông chuyền bên này cũng đang còn mới tinh luôn các anh nè. Đó, em chỉ tháo ra để mà em sửa chữa cái này thì em thấy được như vậy. Rồi em cho thêm mỡ bò vô ha, cho bên cái nhông chuyền bên này thôi. Đó, các anh nhìn xem ha. Các anh để máy như thế này đi, để làm việc. Nó xấu một tí thôi, mà có 1,50 triệu à. Mà cái viên đá này nó còn 130 thôi, thì các anh mài còn lâu lắm, các anh đổ nước vô thôi ha. Rồi các anh để về các anh mài thôi ha. Đó, các anh thả lỏng tay rồi, kéo nhẹ như thế này đi ha. Kéo đều tay như thế này, các anh đếm 5 cái hoặc là 10 cái gì đó, thì các anh chở qua mặt bên này. Các anh nhìn xem này, mới còn xíu rồi nó bám rồi nè. Rồi các anh thả qua bên này, các anh cũng thả lỏng tay như thế này để cho nó, để cho nó, cho nó, cho nó tiếp vô trong cái viên đá nha các anh nha. Đó là vậy đó các anh, mài cho nó bén cho nó ngót lên rồi bắt đầu đưa qua đá bùn nữa là xong, nó nhanh ha. Các anh đổ nước vô ha. Đó, các anh nhìn xem lại ha. Bây giờ em test cái máy này rồi ha, còn bên này thì khỏi bàn đi ha. Bên này đẹp đẹp lắm luôn à. Nó, nó chỉ bị lỗi qua cái, bị cái phần này thôi. Đó, bị bể nè, máy bị bể nè ha. Em nói trước ha, nó bị bể vì vì máy nó bị bể, chứ những dòng máy này là trên 2 triệu một cái hết các anh nha. Đó, những dòng máy mà đá nó còn nguyên như thế này thì trên 2 triệu luôn các anh. Đó, nếu mà đá mịn á, đá 1000 á thì nó nằm khoảng 2,5 triệu một cái. Đó, tầm đó nha các anh nha. Còn không thì hai máy mới chút thì làm nói chung là từ tầm 2 triệu trở lên. Đó, con này có 1,2 triệu nha các anh nha. 1,2 triệu 50 nè. 1,2 triệu 50 ngàn về đến nhà, các anh nhận máy cho em là được. Các anh nhìn xem nó tổng thể, em cho các anh xem lại ha. Em muốn đổ nước vô để mà em test máy cho các anh xem, nhưng mà lỗi cái rằng là nó bị lỗi cái chân, những cái xung quanh của nó thì em không có đổ nước ra được, phải ôm đi đó, nên từ đó mà em không có đổ nước vô đây. Đó, các anh nhìn xem một lần nữa nè. Đó, chân nó bể thế này nè. Đó, em phải lấy ống bình minh nè, thấy không, em cắt ra nè. Đó, em làm cái chân cho nó nè. Các anh nhìn xem có được không? Đó, nó vậy á. Rồi đó, đằng sau đây nó lủng lỗ đây nữa nè, em cũng phải đắp lại nè ha. Lấy keo anh 502 với lại baking soda rồi em cho lưới vô rồi em dán lại chỗ phần này. Trên này cũng vậy luôn các anh nha. Đó, cũng bỏ lưới vô đây luôn các anh nha. Các anh yên tâm ha. Yên tâm mà sử dụng thôi, vĩnh viễn không có bị bể nứt lại đâu. Đó. Rồi cái phần bên này thì là đó, những cái thiếu sót của nó thì em đã trình bày hết hả. Rồi mong các anh xem qua nha, lấy được lại về để mà làm mài giao cho gia đình thì cũng đang còn hữu ích nhiều lắm. Còn cái công năng bên kia thì khỏi bàn rồi, máy đang siêu êm. Nó còn viên đá em lấy về nó bị bể, nó còn 165 cơ, nhưng mà nó bể xéo xuống thế này, nó bể xéo xuống thế này thì em phải về em phải tháo hộp này ra, lúc đó em phải cắt đi ha. Cắt bỏ đi rồi mình rê lại. Đó, các anh nhìn xem nó bể xéo xuống chỗ này luôn. Đó. Em sạc xuống cỡ này mà nó cũng chưa hết 100% luôn. Các anh mài xíu nữa thì nó mới tròn quay được. Đó, nó còn mình lỗi tí chỗ này thôi. Dăm, nếu mà mình phạm vô nữa thì uổng quá. Đó. Các anh xem nha, rồi con số 1 nha, về đến nhà là 1,25 triệu. Đó, anh nào coi cái nhu cầu của các anh coi thử là với cái giá rẻ để mà được việc thì các anh ủng hộ nha. Rồi em tới gửi tới anh cái máy mài hai đá cho cái dòng máy của gia đình ha. Con này là con Makita. À, con Makita này nó 200W là các anh nè, 200W, nhưng mà nó lại bỏ hai viên đá luôn nha. Hai viên đá zinc của nó đang còn nguyên luôn đó các anh. Nó sơn cái màu đỏ như thế này, còn cái màu xám này, cái màu xám này thì nó bị đen rồi mà em thấy cái máy nó còn đẹp quá nên là em cũng dặm lại luôn nha. Các anh nhìn xem này, nó đen như thế này nè, nó lòi nhôm ra nè, nó lòi nhôm ra rồi nó đen hết cái phần này. Thế là em vệ sinh thì xong rồi em lấy bình xịt em xịt luôn nha. Đó, xịt luôn cho nó đẹp. Đó, về cho các anh khỏi phải làm. Đó, mà rồi em đăng bán ra nhìn thấy nó cũng đẹp, nó cũng bắt mắt hơn. Đó, hai cái cửa của nó luôn nha. Nó còn nguyên như thế này nè các anh nè. Nó là 200W nha, điện 100V, các anh lưu ý giúp em. Còn hai viên đá 16 nè, dày 16 150 nha các anh nha. Mà chắc là họ dùng đúng khoảng cỡ vài ly rồi các anh.
Đó, mình đang còn đầy lắm. Tại vì cái cử này mình kéo ra nó mút ra như cỡ này nha. Đó, nó mút mút cử luôn nè. Giờ em test máy nha, nó là 200W, nó mạnh lắm nha. Mạnh. Con này em bán về đến nhà là 900 nha các anh nha. Về đến nhà các anh nhận máy cho em là 900. Cái con Makita này nha. Nè, các anh xem nè. Đó, Makita đó. Các anh xem có được không? 900 về đến nhà. 900 về đến nhà các anh nha. Đó, các anh lưu ý giúp em. Makita, hai viên đá này là hai viên đá dày hết nha các anh nha. Viên đá này là viên đá 60 nè, viên đá này là 40 nè. 36 sao các anh. Đó. 900 về nhà các anh nha. Con Makita em đã dặm lại rồi. Nhìn nó sáng mà nó bắt mắt hơn. Rồi tới cái con cốt của nó là cốt 12 ly 7 hết nha các anh nha. Cốt nó là 12 ly 7 điện 100V. Rồi tới con số 3 này. Con số 3 này là con Toshiba nè. Con Toshiba này là những dòng Toshiba này là nó chạy siêu êm luôn nha các anh nha. Toshiba này là cái con này cũng là đá của nó là một bên là 20 này ha. Còn cái bên này là 6 ly 4 nè. Đó, đá nó còn nguyên luôn như thế này các anh nè. Đá nguyên luôn đó các anh. Còn hai cái nắp của nó là em xịt lại rồi nha. Đó, nhìn cho nó đẹp hơn chứ nó nhìn nó xấu lắm. Nó hèn rỉ một chút là nhìn nó mất đẹp à. Nhưng mà cái màu xanh này nè, nó không có ở thị trường. Để mà nó trùng chứ nếu mà nó trùng thì em cũng xịt luôn á, xịt luôn cho nó đẹp. Đó, Toshiba, con này là made in Taiwan nha các anh nha. Của hãng Toshiba, nó 150W. Đó, các anh xem nha, Toshiba chạy siêu êm. Đó, con này về đến nhà là 850 nha các anh nha. 850. Đó, các anh xem nè, em test máy cho các anh xem nè, Toshiba. Hàng thương hiệu lớn. Nên là các anh yên tâm mà sử dụng thôi. Em đã làm sạch sẽ rồi. Để về các anh chỉ việc cho sắt vô là mài là ok. Đó. Đẹp lắm nha. Êm lắm. Nó chạy đúng cái tiêu chuẩn của nó. Những dòng Makita thì bao giờ nó cũng reo hơn nha các anh nha. Cái tiếng reo nó khác của thằng Toshiba. Đó các anh xem ha. Rồi cái con số 3 này nha các anh nha. Con số 3 này về đến nhà các anh là 850 nha. Các anh chuyển khoản cho em. Rồi tới con số 4, em xịt kéo xịt cái cam lại một chút. Tới con số 4 nha. Đầy đủ cử hết nha các anh nha. Đó. Cử ở bãi nó như vậy đó các anh. Con nào em có cử thì em để nguyên cử vậy. Còn tới con số 5, con số 4. Con này con số 3 rồi. Con số 4 là con Ryobi. Đó, con Ryobi nè. Con Ryobi này nó chỉ có 120W thôi các anh. 120W nhưng mà cốt của nó là cốt 10 ly các anh nha. Cốt của nó cốt 10 ly 120W. Nó cũng bị hên rỉ cái màu sơn bạc này của nó rồi, nó giống như con Makita kia. Đó. Nên là rồi em làm luôn, em xịt luôn cho nó sạch sẽ nè, các anh nhìn xem. Đó. Chạy siêu êm nha các anh nha. Đá nó còn nguyên luôn các anh. Đó, con cái viên này chắc là còn 147 gì đó thôi. Còn viên này như còn nguyên luôn các anh nè. Đó, tại vì nó em lấy về nó hơi bị dăm chút nè. Đó, hơi dăm cái cạnh này chút thôi. Em rà lại cho nó trơn tru thôi nha. Nó còn khoảng cỡ 147 48 gì đó. Còn con này thì nó thiếu một cái cử, các anh về làm cái cử cho nó nha. Đó, cái cử bên này nó bị thiếu. Nó chỉ có một cái cử mài thô bên này thôi. Đó, con này về đến nhà là 750 nha các anh nha. Đó, chuyển khoản cho em 750.000. Máy chạy êm không nghe tiếng động đâu các anh à. Không nghe tiếng động đâu, chớn lắm. Đó, các anh nhìn thấy không? Bên này cũng vậy ha. Bên này là cái viên đá để mài lưỡi cưa các anh. Nó 120W nhưng mà nó chạy, em không tháo ra coi cái tủ nó như thế nào, nhưng mà em thấy nó rất là mạnh nha. Nó đề rất là mạnh, nó đề dứt khoát lắm. Nó đề tức thì á.
về đến nhà là 750 các anh nha, chuyển khoản cho em bao ship, chuyển khoản cho em bao ship nha. Đó. Con Ruby rồi, tới con số 4 rồi, tới con số 5. Con số 5 là một con Makita nha các anh nha, một con Makita 9800 nha các anh nha, 9800 đó, con này 9800. À, bên này là cái viên đá này là viên đá mài nước nha các anh nha, viên đá mài nước này nó chỉ còn 101 thôi các anh nha, còn có 101 thôi đó, bản của nó 4 phần nè đó, viên này mài nước, còn cái viên này là viên mài thô nha, viên này là viên mài thô, viên mài thô này nó còn 125 luôn nha các anh nha. Đó, 9800 230W, em sẽ xách máy cho các anh xem. Anh nào cần một cái máy mà để mà có cái tua chậm 1500, bên này là tua 1500 để các anh về, có thể là anh mài dao nó tua chậm thì các anh về, em nghĩ là tháo nắp này ra rồi bỏ rồi các anh chỉ cần đưa cái ống nước vô trong này ha, nó có cái đường nước ở đằng sau đây, nó có cái lỗ để các anh nó chạy vô trong cái miếng nỉ ở này, chỗ này đó, cái này là cái miếng nỉ nè đó, nước nó chảy vô đây rồi các anh mài dao ha, độ mịn của nó là 1000, cái viên này là độ mịn 1000, nó là 125 nhưng mà bây giờ người ta đã dùng hết rồi thì đang còn lại 101 thôi, không có 101 100, em đo nó 101 non nha các anh nha. Đó, các anh nhìn xem nhé. Còn bên này thì đang còn nguyên ha, bên này còn nguyên 125 đó. Em khởi động máy nha. Đó, các anh nghe được tiếng máy không? À, đặc trưng của cái dòng 9800 này là nó qua cái hộp nhông này thì nó tạo ra cái tiếng kêu lách cách này nha các anh nha, chứ không phải là máy kêu đâu nha các anh. Còn hai cái cử này là hai cái cử em làm cho nó đó, vì em lấy ở bãi nó không có cử nên là em phải làm hai cái cử ha đó, để cho các anh mài ha, này vặn ra vặn vô ha, các anh tăng nó lên thì anh mở nhất cái này ốc này lên là tăng vô ha đó, còn ốc này anh canh mở ra để nghiêng ha đó. Còn bên này á, cái bên này nó em nó chỉ có vặn ra vặn vô ha các anh nha, đó, vặn ra vặn vô bên này đó, để cho nó sát vô. Còn con ốc này thì là tăng lên tăng xuống, còn con ốc này các anh nới ra thì các anh có thể nghiêng được ha đó. Đây là hai cái chữ này em làm cho nó, về đến nhà cho các anh. Con này nặng 15 kg nha, 15 kg, con này nặng 15 kg đó, nó 1,2 triệu về đến nhà nha các anh nha, 1,2 triệu về đến nhà. Đó, quên, em đề lại để em mài cho các anh xem. Em không có đụng có cái viên đá nước ở đâu, cái viên đá này thôi đó, cái viên đá mài thô nè, nó 125 nha các anh nha, viên đá còn 125, còn viên đá mài nước ha, các anh cho nước vô rồi các anh mài ha, các anh chỉnh nè ha, chỉnh này đó, chỉnh này cho nó vuông ha, cho nó vuông, các anh xếp ốc còn lại, còn cái phần ra vô rồi anh vặn vô đây ha, tăng vô để cho nó sát vô. Đó, con ốc này là con ốc mà lên xuống, rồi con ốc này là con ốc mà có thể là nghiêng được ha, tùy theo cái ý thích của các anh đó. Anh cho cái lục giác của đây lắc cái này ra là có thể là mình làm được nha. Đó, cái cửa này họ thiết kế để cho nó sống các anh nè, nhưng mà hai cái cửa riêng của nó thì không có, con cái thì em đã bán mất rồi, còn con này thì em phải làm cửa cho nó để em bán 1,2 triệu các anh nha, về đến nhà. Makita 9800 chuyển khoản cho em bao ship nha. Con này hơn 100.000 tiền ship rồi. Rồi, em đã gửi tới các anh 5 mã rồi nha. 5 mã máy, chỉ có 5 em chỉ làm kịp 5 mã máy thôi. Bây giờ thì em sẽ di chuyển cái cam qua bên cái dụng cụ nha. Cái dụng cụ đó, anh nào cần xem cái dụng cụ này ha. Em lấy được cái bộ này nè, cái bộ taro nè. Đó, cái bộ taro ống này ha, làm gai. Đó, làm gai của ống nè. À, em lấy được cái bộ này, thường thường thì em lấy em đi săn, em đi tìm những cái bộ như thế này, nó còn đủ cái combo của nó này ha. Combo của nó 1 2 3 4 5 6 7 8 9. À, nó là 9 nha, 9 đầu nha. 9 đầu, nhưng mà nó cái hộp này nó bị rách lắm rồi các anh nè. Cái hộp này nó bị sét lắm, nó sét mà đến mức mà nó coi là nó, em mở ra là nó bị đứt cái lề của nó nè. Đó, về em phải vệ sinh lại nè. Đó, các anh nhìn xem ha, em phải chà sạch đi để em mới sơn lên nè, mua cái sơn xám mà trùng màu của nó nè. Đó,
cho nó trông nó sạch sẽ hơn nha, đó, trông nó bắt mắt hơn đó. Em để như vậy luôn, em mới sơn xong đó, em bê vô đây em không dám đụng tới nó vì nó dơ quá, nó dơ quá, nhìn nó gớm quá đó. Còn đây là cái ổ của nó nha, à, khối lượng của nó là trong cái bộ này của nó nè, nó có một cái bộ này ha, nó có cái này, nó có một cái này ha, các nhìn xem ha, đây là cái ngàm tiện ha, đó, làm gai đó. Bên này á, bên này là cái phần này là phần giữ ống phải không các anh, đó, phần này là phần giữ ống rồi nè, đó, để siết vô này đúng không các anh, đó, để cùm cái ống lại đúng không, đó, cùm cái ống lại rồi làm sao nữa em không biết, đó, nó cùm như thế này ha, đó. Cái hàng này họ mới xài nước các anh nè, made in Japan nè. Cái khối lượng của nó là 10 kg các anh, cái bộ này nó là 10 kg. Ốc này nè, ốc này là ốc gì đây nữa nè, rồi ốc này là ốc gì em chẳng biết nữa nè. Còn hai con này là hai con lắc rồi, hai con lắc để cho hai cái bộ lưỡi này ha, nó có, nó còn 9 bộ luôn nha, 9 bộ lưỡi đó. Nhưng mà theo như em xếp thì là trong cái hộp này nè, nó đang còn trống một chỗ đó, thì em nghĩ là nó là 10 bộ thôi, chưa chứ không phải là 10 bộ rồi, chứ không phải là 9 bộ đâu khai. À, một bộ lớn nè, một bộ lớn, hai bộ lớn, ba bộ lớn, bốn bộ lớn, năm bộ lớn đó, năm bộ lớn rồi, còn lại bốn bộ nhỏ nè, bốn bộ nhỏ này họ chưa đụng tới sao anh, bốn bộ nhỏ này họ chưa dùng tới sao anh nè, em cũng chưa có mở ra nữa, em đếm thấy được 9-10 bộ rồi em lấy ra đó. Vì cái thứ quỷ này ở bãi thì nhiều lắm, nhưng mà tìm cái ra bộ răng này của nó mà đang còn mới, đang còn new, mà đang còn đi theo cái combo của nó như vậy thì nó hiếm lắm các anh nè, đó. Các anh nhìn xem này, đó, nó còn nguyên hết ha, đó, 9 bộ nha, 9 bộ răng, 9 bộ răng, đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đây là trong hộp này là 9, ở trong này nó có hai cái cần này của nó nữa nè, để nó vặn vô đây ha, các anh, đó, nó vặn vô đây, còn cái ngắn này không biết nó vặn vô đâu nữa, em không rõ nữa, đó. Đó, cái ngắn nó nằm bên đây, cái ngắn nó nằm bên đây, cái dài nằm bên đây, đó, còn cái này nó nằm trong này, đó, cái này nó nằm ở trong đây, rồi bốn, rồi trong cái hộp này đây, nó xếp hai hộp vào đây, hai ba hộp trong hộp lớn trong đây, hộp nhỏ nó xếp dãy bên này, đó, còn lại 9 hộp nha, 9 đầu nha, đó, nó bị lỗi nghĩa là cái lều đó nè. Nó cũng chưa đứt lìa đâu, về em nó cứng á, em mở nó ra thì nó bị gãy luôn đó. Em vệ sinh nó thì nó gãy luôn, về đến nhà các anh nha, made in Japan nè, các anh nhìn xem ha, em sẽ đóng lại nha, đóng lại cho các anh xem nè, đó, cục đó, các anh nhìn xem nha, đưa lên ha, đưa lên nè, bỏ vô nè, gài cục đó, bức lệ là bên này ha, còn lại cái lề bên này á, anh về làm lại cho nó được không? Đó. Hộp của nó dày dặn mà nó theo cái combo của nó nha, em mới xịt qua con nước à, đó, đang là dối, xịt qua con nước cho nó sạch sẽ một chút để mình đăng lên cho nó đẹp. Đó. Bộ này về nhà chủ tư với anh nha, bộ này về nhà 1.4 triệu, nó nặng 10 kg nha, các anh chuyển khoản cho em báo ship nha, 1.4 triệu về đến nhà nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bộ này cái trong này nó là 13 ra 1.4 triệu với các anh nha, cái combo này là 1.4 triệu đó, để cho nó khô rồi, cái rồi những chỗ nào đang còn trống thì em xịt, em dậm qua rồi em sẽ xếp nó vô ha, anh nào lấy thì chuyển khoản cho em bao ship về đến nhà, về đến nhà là 1.4 triệu với các anh nha, đó, nó có được 9 bộ răng rồi. Tới mã số 8, mã số 4, mã số 4, rồi mã số 5, rồi mã số 6. Mã số 6 là một cái con Eto nha các anh nha. Cái bộ răng này là mã số 7. Mã số 7 các anh nha. Còn cái con Eto nhỏ này các anh nha. Đó, con NPK nè. Đó, cho anh nào lấy làm việc nhỏ nha. Đó, nó mở ra được cũng 120 nha các anh nha. 7-12. Đó, nó là 75 này các anh nha. Đó, 75 là mình đo là cái ngàm của nó là 8. À, mình đo ra là được 8 phân nhưng mà mình nó mở ra được là 12 nhé các anh nha, để em mở maximum ra coi thử nó được mà 12 hay 15 à. Hình như nó là 15 sao các anh ơi, đúng rồi, mở ra 15 mất rồi,
chưa hết đâu. Đó, maximum của nó là nó là 15 các anh ạ. Mở ra được 15 nha các anh nha. Anh để các anh chờ chút, em lấy cái cây thước em đo cho các anh xem. Ngà miệng của nó nè. Miệng của nó là 75 nè, 77, 78 nè. Đó. Còn mỡ của nó nè, mỡ của nó là mỡ 12 các nha. 12 nha. Ngàm của nó là ngàm 12 nè, đó mỡ 12. Ngàm 75 mỡ 12. Rồi các anh xem răng của nó nè, đó. Răng của nó nè. Cũng đang còn nét lắm các nè ha. Nét lắm nha các anh nha. Đó, răng của nó NPK nha. Những dòng NPK này các anh dùng buông thu. Họ sơn màu xanh hết rồi nhưng mà em chà ra để cho các anh xem cái răng của nó đó, cái đường chỉ răng á. Tổng thể của nó đây nha. Con này về nhà là 1 triệu. Đâu rồi? Nó rớt đâu rồi không biết nữa. À nó nằm ở trong đây rồi. Con này về nhà là 1,1 triệu các anh nha. Con này về nhà là 1,1 triệu. Anh nào lấy thì chuyển khoản cho em bao ship nha. 1,1 triệu các anh nha. Con số 6 nha. 1,1 triệu. Rồi con số 7 hả? Con số 7 đây hả? 7 là cái bộ tarot nha, tarot gai, tarot ống nước. Rồi cuối cùng là con số 8 nha. Em nay em gửi tới các anh 8 số à. Em không có làm kịp được những cái dòng máy, em còn những cái máy lớn nữa. Cái máy mài hai đá mà những máy lớn em chưa làm xong. Những dòng 300W á, Mitsu với lại gì Toshiba với lại cái gì. Em chưa làm kịp. Và cuối cùng em đăng lại cái con ba lăng ha. Con ba lăng Kito nha các anh nha. Con ba lăng Kito này đời này đời cổ nha các anh nha. Nó là đời cổ nên từ đó mà nó làm chất lượng lắm, làm là cân nặng của nó tới 35 kg các anh. 3 tấn nha. Anh nào đang còn có nhu cầu, cái tem này là tem đồng nha, Made in Japan nha. Kito 3 tấn Made in Japan, nặng 35 kg. Đó các anh xem nha. Đó, xít này là xít tải nè, xít này là xít kéo nè. Đó. Các anh nhìn xem á, nặng 35 kg, về đến nhà các anh là 2 triệu 6 nha. Chuyển khoản cho em. Về đến nhà là 2 triệu 6. Về đến nhà là 2 triệu 6 cho các anh nha. Để em lật nó qua nha. Em bỏ nó qua để em lật cho anh xem. Bỏ cái dây xít tải này qua nè. Đó, các anh nhìn xem à. Dây tải của nó là 2,5 m nha. Còn dây kéo này của nó là 5 m gấp đôi nè. Thì cũng là 2,5 m nha các anh nha. Là như vậy thôi. Đó, các anh thấy không? Nó chuyển rồi. Đó. Chạy ra thấy không? Ra nè ha. Kito các anh nha. Dòng Kito là những dòng đỉnh nhất nha. 35 kg nha. Về đến nhà cho các anh nha. Đó. Cái móc là trên này nè. Nó không có cái móc hờ. Đó. Nó không có móc khóa. Có cái phần ở dưới này thôi. Đó, Kito tem đồng nè các anh nè. 3 tấn nè. Nó làm sao 3 tấn? Bây giờ những cái 3 tấn em thấy nó làm nó cũng nhỏ lắm. Mà sao con này nó làm mà to dữ, nó làm tới 35 kg luôn, nặng quá nặng. Đó, anh nào có nhu cầu thì alo cho em nha. Đó, Kito tem đồng 35 kg Made in Japan. Giá về đến nhà, chuyển khoản cho em. Em bao ship là 2 triệu 6 nha. 2 triệu 6. Rồi em sẽ lướt qua cái những cái dụng cụ mà em đã đăng nha. Đó. Em lướt qua. Đó, thứ cuối cùng là cái thứ 8 là cái con ba lăng xích. Rồi số 7 là cái tarot, bộ tarot đang còn khá mới. Rồi số 6 là cái con Eto. Rồi số 5 là con máy mài 9800. Rồi con số 4 là con Raibi, con số 3 là con Toshiba. Con số 2 là con Makita. Và con cuối cùng là con máy mài nước. Đó, các anh nhìn xem nhé.
nhìn xem. Một lần nữa em gửi tới cho anh các anh cái số điện thoại của em ha. 0903588867, alo cho em trong Zalo hay tin nhắn. Rồi Đình Thái xin cảm ơn và chào tất cả mọi người.